Thưa quý vị và các bạn, cảm giác khi đi du lịch một mình hay đi cùng những người thân, gia đình, bạn bè sẽ không hề giống nhau. Đó sẽ là những thời khắc quý giá nhất giúp gắn kết các thành viên trong gia đình hay tình bạn thêm keo sơn, bền chặt. Đồng thời, niềm vui cũng sẽ nhân lên nhiều lần. Chính vì vậy, nhiều du khách đã lựa chọn xu hướng du lịch nhóm khi tìm đến Bến Tre, một xứ sở cây lành, trái ngọt, không gian yên ả, thanh bình và thấm đượm tình đất, tình người. Thực tế, cuộc sống bộn bề với những lo toan trong công việc khiến nhiều người không có thời gian ngồi trò chuyện cùng con cái. Ngược lại, con cái vì việc học hành nên chẳng mấy khi tâm sự với cha mẹ. Đối với bạn bè, thời gian gặp gỡ, hàn huyên cũng trở nên hiếm hoi. Chính vì vậy, những chuyến du lịch, họp lớp sẽ giúp cho các gia đình, bạn bè quan tâm nhau hơn, trân trọng khoảng thời gian quý giá bên nhau. Đây cũng là những khoảng thời gian khiến con người ta trẻ lại và giảm bớt căng thẳng, áp lực từ cuộc sống. Đối với lớp của mình ấy thì một là có cái dịp để thành viên trong lớp gặp nhau để ôn lại những cái kỷ niệm, những cái truyền thống. Bên cạnh đó thì cũng mong muốn là kết nối giữa các thành viên trong lớp và các thành viên ở trong gia đình của các thành viên trong lớp. Thì qua những cái chuyến đi và những cái mô hình trải nghiệm du lịch thì một là để gắn kết hơn cái tình cảm của các thành viên trong lớp. Bên cạnh đó thì mong muốn là các bạn nhỏ và các thành viên trong gia đình có những cái trải nghiệm và cái cảm xúc cùng với lớp ở những cái không gian, những cái cảnh đẹp và nó để lại những cái kỷ niệm rất là tuyệt vời ở trong mỗi thành viên trong lớp và kể cả những cái thành viên nhỏ ở trong những cái gia đình nhỏ của thành viên trong lớp. Cho dù cả gia đình hay các nhóm bạn bè chọn ngày nghỉ của mình ở địa điểm gần hay xa thì đều sẽ tiếp cận được những điều mới lạ để cuộc sống phong phú hơn, hiểu biết nhiều hơn. Mong muốn nhất cái trên hết đó là sự gắn kết. Sự gắn kết, sự kết nối các bạn và tạo ra một cái không khí vui tươi thoải mái để từ đó mà có thể tạo nên một cái tập thể đoàn kết, vui vẻ. Và hai nữa là nhất đó là về một cái hướng đến hơn nữa đó là các cái thế hệ con cháu này, gia đình, con cái đi theo. Để qua đó mình tạo ra một cái sự hướng đến một cái sự gì đó là nó kết nối các cái thế hệ trước, thế hệ hiện tại và cũng như thế hệ tương lai. Tận dụng những thế mạnh về điều kiện tự nhiên, văn hóa và lịch sử của từng vùng biển, các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ lữ hành tại Bến Tre đã khai thác những tour tham quan sông nước miệt vườn, thưởng thức các món ăn đặc sản với tiêu chí xanh, sạch, thân thiện, chất lượng, an toàn để phục vụ du khách. Ngoài ra, đến Bến Tre, việc trải nghiệm quy trình làm kẹo dừa, làm sô-cô-la từ trái cacao được trồng tại địa phương, thưởng thức nước dừa, trà mật ong hay nghe đờn ca tài tử, hòa cùng cuộc sống của người dân bản địa đã trở thành những đặc sản du lịch của xứ dừa khi du khách đến với vùng đất hữu tình này. Cảm nhận của mình khi đến Bến Tre là đất và con người Bến Tre rất là thân thương và khung cảnh ở du lịch ở đây rất là đẹp. Về các loại hình dịch vụ thì phong phú đa dạng. Có các khu du lịch ở như Cồn Thái Sơn, Cồn Phụng, mình thấy dịch vụ ở đây thật là tuyệt vời. Lớp và người Bến Tre ở đây là không có gì diễn tả hơn là dùng hai từ là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Trong thế giới bận rộn ngày nay, không phải lúc nào mọi thành viên, gia đình cũng có thời gian quây quần bên nhau. Trong sinh hoạt hàng ngày, giữa các thành viên trong gia đình, các nhóm bạn bè có thể không tránh khỏi những bất đồng hoặc không hiểu hết về nhau. Vì vậy, sự gắn bó từ những chuyến du lịch sẽ giúp mọi người trở nên thông cảm, chan hòa, biết chia sẻ với nhau để tình cảm gia đình, bạn bè thêm gắn bó, bền chặt và dài lâu. Khi đó, hoạt động du lịch bản địa hội tụ các yếu tố, tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp cho du khách chính là cơ hội để du lịch Bến Tre ngày càng phát triển và trở thành một xứ sở thân thiện, nơi có những sợi dây nối dài giữa tình bạn, tình thân của du khách từ muôn phương khi tìm đến quê dừa Bến Tre.